Dù tại Thích Minh Tánh cũng có đôi lời tâm tình cho cái việc lớn như thế này. Xin kính giới thiệu Dù Tăng Thích Minh Tánh. Con Dù Tăng Thích Minh Tánh xin kính chào quý quý vị. Ai cũng quý vị nhìn Liên minh Dân tộc Việt Nam tự do dân chủ, trung lập, hùng cường và thịnh vượng. Con Dù Tăng Thích Minh Tánh xin kính lại cái bản Liên minh Dân tộc Việt Nam này. Thứ hai, con Dù Tăng Thích Minh Tánh dập đầu cúi lại quý toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Tại sao con là một người tu mà lại quý vị? Everything from your mind and heart. Tất cả mọi thứ đều do tâm và ý của mình. Con lại quý vị á, you, tại vì khi mình cúi xuống á, you have to kill your ego first before it kill you. I mean, be humble, be patient. My name is Lincoln Long. I am a non-party. I am a missionary. I'm international, national traveling missionary policeman. Con Dù Tăng Thích Minh Tánh là đệ tử của Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tam Tổ Thích Nhất Kim. Hôm nay con được Liên minh Dân tộc Việt Nam mời đến đây, con không biết lấy lời gì. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hoàng núi cao. Một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy khi đoàn kết nhau 5-700 đôi. Dù cho liệt lực sĩ đại tài cũng không bẻ nổi, bỏ tay chịu hàng. Hồi xưa con ở bên Nhật, con dám tự hào một người Nhật không bằng một người Việt Nam. Nhưng mà lạ luôn, ba người Việt Nam không bằng một người Nhật, không bằng một người Nhật. Mình càng đông là càng ngu, càng đông là mình không có sự đoàn kết với nhau. Ba cái chuyện nào là chia sẻ với nhau rồi. Đó, bởi vì sự đoàn kết là cái sự, cái sức mạnh. Đoàn kết thì sống, chia rẽ là phải chết. Quý vị, tùy quý vị. Đó, hồi xưa 41 năm về trước, ông đại tá John Wilson, ông nói với con một câu mà 40 năm nay, có khi 41 năm về trước, vợ sư bị giết chết trên biển. Đó, sư có hai đứa con, vợ sư bị hãm giết giết chết bên, trên biển. Sư rất là hận thù vô cùng. Nhưng mà sau khi hiểu được Phật Pháp, có khi forget mà won't forget. Won't forget. You forget, you will be free. But you forget, but you forget it, you will be free. Yeah. Ông đại tá John Wilson nói một câu mà con 41 năm vẫn nhớ mãi trong lòng. Nhớ cái gì? Tụi mày không thương tụi mày, làm sao tao thương tụi mày? Quý vị nhớ đi. Ông là người Mỹ, hình như ông là CIA. Vậy đấy, ông nói một câu mà 41 năm vẫn ở trong lòng của sư. Mình không có sự đoàn kết thương yêu với nhau, mình có sức mạnh là sự đoàn kết. Đó là như vậy đó. We are the world. More fun. We are the world. Yes. So many branches but only one trunk. Nhiều cái cành và cùng chung một gốc. So many ways but only one location. So many religions but only one resort. Religion is not wrong but people are the follower, the believer. Bởi vậy nên á, vậy hôm nay sư có một cái vấn đề này. Sư làm một lá cờ, sư làm một cái lá cờ để thống nhất tư tưởng, thống nhất Việt Nam của mình. Đó, Việt Nam. Sư đây là cái biểu tượng, đây là cái hạnh nguyện, cái tâm nguyện. Sư thống nhất hai cái thể chế Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Quân Chủ Cộng Sản thành một, coi như là một, coi như là một Việt Nam tự do dân chủ trung lập. Phải con đường người tu thì lấy con đường trung đạo, nhưng mà ngoài đời thì phải trung lập. Cảm ơn sư. Chúng tôi có cái tập tài liệu của sư, chúng tôi sẽ dành những cái phút để giới thiệu cái phần đó. Xin thư conclude, kết thúc trong một phút, xin thưa. Để kết thúc chương trình có mặt ngày sư cảm ơn quý vị
cảm ơn Nguyễn Hữu Trắng, cảm ơn quý vị đã coi như là thành lập một cái liên minh dân tộc Việt Nam. Sư rất là hãnh diện vô cùng khi ngồi đó để chung với quý vị. Sư không thuộc về đảng phái dân chủ, người tu không có theo đảng không có người tu, người tu không có theo đảng dân chủ hay cộng hòa hay là đảng cộng sản. Sư là non party, là coi như là just a person. I am a non party just a person. Dạ. Bởi vì nên sư nói rất là rõ ràng cái chủ trương lập trường của sư, mong quý vị từ bi thấu hiểu. Còn Du Tăng Thích Minh Tấn thành tâm cầu nguyện cho quê hương đất nước tổ quốc Việt Nam, còn Du Tăng Thích Minh Tấn thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo của phẩm hàng định đăng biển an, địa ngục cả bị xuất sanh ông giải thoát. Con dập đầu cúi lại quý vị. Kính cảm ơn những lời tâm tình, chân tình đối với quê hương đất nước của Du Tăng Thích Minh Tấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính cảm ơn sự. Kính thưa quý vị, chắc chắn rằng phần trình bày của các tổ chức đảng phái. First, control your thought with your thing. Second, control your work what you say. And third, control your action what you do. Why? Because your action will affect your life. When you believe in karma, look at your mirror. Look at your mirror. You're handsome. Look at your mirror. You smile your reflection. You smile back. You're angry. You're angry back. So you are what you do. You are what you think you have to give. So where do you want to go? What do you want to be? Don't stop. Your life in your hand. Control yourself and follow your heart. Okay? Good heart for this. Everything will come to you. You don't love people. How did you love Jesus? Tell me. Right? All right. Good. Quý vị khán giả của Bình Dũ News thì Du Tăng Thích Minh Tấn đã trình bày trong khán phòng của cuộc họp của Liên minh các dân tộc của tổ chức ông Nguyễn Hữu Chánh, thì có vấn đề lá cờ Việt Nam như thế nào, thì Du Tăng có thể giới thiệu lại và show cái hình ra cho mọi người thấy được không ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mới trước tiên á, là nên chụp hình cái này á. Quay lại cái này cho nó kỹ mới được con. Dạ. Rồi, con quay lại cái này rồi, cho kỹ. Đang rồi. Được chưa? Rồi. Rồi hả? Rồi, cái này là mặt sau, cái này là mặt trước nè. Dạ. Cái này mặt 1, mặt 2. Dạ. Rồi. Đó, rồi. Đây là cái này hôm nay đó. Dạ. Con Du Tăng Thích Minh Tấn, Buddham Sadanam Gacchami, Dhammam Sadanam Gacchami, Sangham Sadanam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tấn thành tâm cầu nguyện cho quê hương đất nước tổ quốc Việt Nam. Con Du Tăng Thích Minh Tấn thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo của phẩm hàm linh đăng biển an, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Cuối lại quý vị, cuối lại đồng hương Phật tử, cuối lại toàn thể đất nước Việt Nam, coi như là toàn thể mọi người trên thế giới. Hôm nay thì con được coi như là tất cả các đảng phái con đều biết hết, coi như là đảng dân tộc, đảng coi như là đảng dân chủ, đảng cộng hòa, đảng Việt Tân, đảng coi như Việt Nam Quốc Dân Đảng, tất cả đảng Phục Quốc, đảng nào. Nhưng mà thật sự ra đảng cộng hòa, đảng dân chủ, đảng cộng sản thật sự là người tu, không có theo đảng không phải người tu. Con là missionary, con là Du Tăng Thích Minh Tấn, con là coi như là non-party, coi như là neutral, just a person, nghĩa là con không có thuộc đảng phái nào hết á, con không có thuộc về đảng phái nào hết. Nhưng mà hôm nay là được lời mời của coi như là đảng dân tộc, coi như là liên minh dân tộc Việt Nam, coi như là các đại diện mời con để có đôi lời phát biểu, thì con chia sẻ một đôi lời quý vị xem qua quý vị sẽ biết rồi đó. Rồi dưới đây là con làm cái lá cờ Việt Nam, lá cờ Việt Nam quý vị thấy rõ chưa? Dạ đó, đây nè, lá cờ Việt Nam. Tại vì Việt Nam mình theo thế gân gà đút thì không vô, nhả ra thì uống. Việt Nam con đã chia sẻ với Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, con đã nói rồi, là năm rồi là con đã nói rồi rồi, là con chia đầu năm 2023 là con đã chia sẻ với Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Con nói là các anh theo Mỹ thì phải bỏ đảng,
các anh theo Mỹ là nhất định phải bỏ đảng, còn các anh phải dứt bỏ đảng đấy, đảng cộng sản. Dạ, còn các anh mà muốn giữ quyền lực mà theo Trung Quốc thì sẽ làm nô lệ và mất nước. Nhưng mà đây là con đường thứ ba, mình giữ được đất nước mình Việt Nam tự do tự trị trung lập, coi như là hòa bình thịnh vượng, đó, hùng mạnh hùng cường thịnh vượng. Đây là con đường thứ ba. Mèo trắng mèo đen, sư có ghi rõ trong này, trong binh pháp nè, mèo trắng mèo đen, mèo vàng, mèo tam thể, mèo nào bắt chuột được thì sử dụng. Đó là cái chính sách coi như là sử dụng nhân tài, đất nước sẽ hùng mạnh. Sư tuyệt đối sư muốn không có kéo dài hận thù, sư không muốn kéo dài hận thù nữa, sư muốn chấm dứt hận thù, là cũng như là gần nửa thế kỷ này sư muốn chấm dứt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và đó hai lá cờ quý vị thấy rõ rồi, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Quân Chủ Cộng Sản đều thành một khối Việt Nam tự do tự trị trung lập hùng cường và thịnh vượng. Đó, mình phải hợp với nhau, mình bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Vậy đó, bởi vậy nên đó, sư muốn coi như là xóa bỏ hận thù, sư muốn đoàn kết giữa coi như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Quân Chủ Cộng Sản thành một. Đây là lá cờ đó, da vàng máu đỏ, công lý và công bằng. Da vàng máu đỏ, công lý và công bằng. Đó, quý vị phải hiểu rõ. Đây là Nam vàng Bắc đỏ, trung sông Việt Nam hòa hợp hung anh muôn đời. Đó, cái ngôi sao xanh, ngôi sao trắng là tượng trưng cho một đất nước, nhưng mà ngôi sao xanh là tượng trưng cho thế giới. Nó gọi là Justice, là Alien Star Justice, là công lý và công bằng. Quý vị phải hiểu rõ cái ngôi sao xanh. Bởi vì Việt Nam mình phải là da vàng máu đỏ, công lý và công bằng. Bởi vì đây là cái sự thống nhất. Đó, thống nhất về tư tưởng, thống nhất về con người, thống nhất về đất nước. Đó, bởi vì con mới thành lập ra một cái lá cờ này để làm lợi ích cho quốc gia dân tộc, chứ không có thuộc về đảng phái chính trị, không có thuộc lật đổ hay là chống đối gì hết. Còn tuyệt đối con tự biên tự diễn, coi như là một mình một cửa, tự biên tự diễn, tự mình làm nên, coi cái như là không ban không bệ gì hết trơn nhé. Là con không thuộc về đoàn thể chính trị nào. Người tu không có theo đảng không phải người tu. Con là coi như là một lòng một dạ vì quê hương đất nước tổ quốc. Quý vị có biết tứ trọng ân không? Là tứ trọng ân. Người ta nói người tu mà làm chính trị, đó không phải, cái này không phải chính trị. Người tu không phải làm chính trị, là mà chính trị không có gì sai, chính là chẳng là trơn, là đâu có gì sai. Nhưng mà sợ nhất là tà trị, đảng trị và công an trị. Đó, con làm cái này, đó con làm cái này là làm muốn thống nhất, là cũng như là tứ trọng ân. Ân tứ trọng ân là bốn cái ân. Ân thứ nhất là ân Tam Bảo, là Phật pháp tăng. Ân thứ hai là ân cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Ân thứ ba là ân của đàn na thí chủ. Ân của đàn na thí chủ là ân chúng sanh. Còn ân thứ tư là quốc gia thủy thổ, là ân đất nước đó quý vị. Đây là sư đem tấm lòng để báo công ơn đất nước. Đây là một cái ý kiến thôi, để cho coi như là đóng góp để cho Việt Nam mình hùng mạnh tự trị, là tự do trung lập và tự trị, chứ không có thuộc về đảng phái tổ chức nào hết hay là chống đối Việt Nam. Không phải, đây là cái ý kiến con muốn thống nhất, con muốn xóa bỏ hận thù, con muốn xóa bỏ hận thù. Đó, đó, gia đình con nè, gia đình con bị giết sạch hết rồi, có vợ con bị giết chết luôn, vợ con bị giết chết luôn. Đó, thấy chưa? Nhưng mà con đâu có, con không có bao giờ, con là người tu không có nghĩ đến hận thù. Đó, con xóa bỏ hận thù, con coi như là làm, muốn làm lợi ích cho quốc gia dân tộc, nên mới con mới làm cái lá cờ này. Đó, cái lá cờ này là một thông điệp hòa bình cho thế giới, cho dân tộc Việt Nam. Đó là một biểu tượng, là một thông điệp để cho hòa bình thế giới. Bởi mong quý vị từ bi thấu hiểu, chứ con không phải thuộc về chính trị, chính em gì hết trơn á. Con là người tu, con chỉ có cái tấm lòng, con nói lại một lần nữa, đây là tấm lòng vì quê hương tổ quốc đất nước, làm cho đất nước Việt Nam mình hùng mạnh tự trị. Vậy đó, đoàn kết với nhau xóa bỏ hận thù. Đó, không phân biệt Nam Bắc, không phân biệt Cộng sản hay là Cộng hòa. Đó, không phân biệt nữa, mình phải đoàn kết, mình là người Việt Nam. We are Vietnamese freedom. Yeah, we are the world. Bởi vậy nên đó, con một, bởi vậy nên con nói rồi, một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy khi đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ nổi, bó tay chịu hàng. Đó, quý vị phải hiểu rõ cái ý chí và ý nguyện của con, để cho quý vị phải biết đó, da vàng máu đỏ, công lý và công bằng. Quý vị phải hiểu rõ Nam vàng Bắc đỏ, trung sanh Việt Nam hòa hợp hùng anh muôn đời.
anh hùng là cá nhân, nhưng mà hùng anh là hùng mạnh, hùng cường, anh minh và sáng suốt. Đó, mình phải thống nhất đất nước, thống nhất từ coi như là tâm phục và khẩu phục. Có nhiều khi là thân phục nhưng mà tâm không có phục vậy đó. Bởi vậy nên sư muốn tâm phục khẩu phục luôn, vậy đó, thân phục khẩu phục đó là như vậy, để cho Việt Nam mình mới đi đến chỗ là coi như là hùng mạnh tự trị được. Con chỉ nói riêng cái dân tộc Việt Nam, tại vì con là người Việt Nam đó, con sống con chó chết 3 năm còn quay đầu về núi, con cá sao mằng nó lội ra biển cả rồi nó cũng nhớ đến quê hương tổ quốc mà nó trở về chỗ chôn nhau cắt luôn. Huống chi con là người Việt Nam, bởi vì mình không thương mình, không ai thương mình hết. Thì hồi xưa con nói rồi, con ở bên Nhật, một người Nhật không bằng một người Việt Nam, nhưng mà ba người Việt Nam không bằng một người Nhật. Mình không có sự đoàn kết thương yêu với nhau. Đó, hồi xưa 41 năm về trước, ông đại tá John Wilson nói một câu, là coi như là mà ông nói bằng người Việt, ông là CIA, ông nói bằng tiếng Việt đó quý vị. Ông nói tụi mày không thương tụi mày, làm sao tao thương tụi mày. Người Việt Nam mình không thương mình thì ai thương mình. Đó, bởi vì mình phải đoàn kết thương yêu với nhau. Đó, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy. Khi đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ nổi, bó tay chịu hàng. Đó, con nói thẳng hôm nay để cho quý vị biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Saranam Gacchami. Nam mô Saranam Gacchami. Sanham Saranam Gacchami. Cảm ơn Vua Tăng Thích Minh Tánh.